Này hướng dẫn cho anh em áp phần mềm cho JC nhé. Thì cái JC nó không có gì đâu. Đấy, đấy ở trong cái phần mềm ấy, nó có phần mềm sẵn. Chứ cái đây là phiên bản ở phiên bản đang là V1.02 có một máy tính. Thì ở trong này nó sẽ nhận ra được tổng quan để mình update. Đây. Thì anh em sẽ ấn vào trong mục này để cài driver nhé. Cái này nó auto. Cài xong thì nó đã lên con 72. Đây. Và khi cắm lại thì cái đấy nó đã lên update. Đây, trên máy tính nó đang chạy. Đây. Này sẽ update auto. Đây. Nó lên phiên bản 1.07 nhé. Cái này nó cũng đơn giản rồi. Đây. Thì cái này nó cập nhật firmware nó là thường xuyên nhé. Đây, cái nút này nó có cả nút ấn nhé. Rồi xong, lần sau cái này nó sẽ cập nhật phần mềm ạ. Anh em cứ thỉnh thoảng